Rồi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Thái Phát Bonsai nhé. Đó thì tất cả những cái dòng cây mà tôi mua về đây mọi người thấy đây này, nó khô mà nó thiếu chất, nhìn nó cũng không hợp lý lắm. Đây tôi tuốt hết lá rồi, nhưng mà cành thì nó mọc chỗ kia, nó che hết cái thân của cái gốc này. Tí nữa tôi tuốt sơ sơ thôi. Đó thì tôi cũng tuốt hết lá rồi, nhưng mà thấy nó nói chung là nó cũng đóng chỗ, nó cũng không hợp lý lắm, mà cái cành này là nó khô mà nó suy. Tất cả những cái cây mà mình mua về là phải xử lý thay lại chất trồng hết thì cái cây nó mới mạnh được. Đó, để nhìn cái lá nó vàng vàng này mà cái khô cành này, nó đem nó suy, nó nhỏ như cái tăm này thì nó rất yếu lắm. Thế này họ đóng hàng thì nó cũng không hợp lý, nó gãy. Tất cả những cây về là phải xử lý, đây nó giòn như này thì cái cây này nó sau vào dây nó cũng yếu, nó suy luôn. Thì bây giờ cái dàn cây này tôi cắt hết này, tôi lọc lại cho nó ấy lại, thay lại chất trồng này, những cái chỗ mà nó đóng thùng mà nó gãy lặt lẹo như này này, nó khô như này thì bên tán thì bên có bên không này. Đây tôi tuốt cho mọi người xem này. Đó, chỉ được một bên thôi, nó không bắt đầu nó tròn được. Nó thì nên đây tôi phải cắt hết như này đó, mọi người thấy không, cắt sạch đi, xong bây giờ tôi rũ hết cái chất trồng đi cho mọi người xem nhá. Đây, cái chất trồng này là nó không còn, chất trồng nó không, dinh dưỡng nó không còn, tại nó nên là cây nó không có phát. Bây giờ phải cậy sạch đi, đó nó có lẫn lẫn ở trong, nó còn đất này. Đó, cái này bây giờ tuốt hết đi, rũ sạch sẽ luôn, cái là thay lại cái chất trồng mới. Toàn bộ khi tôi mua cây về là tôi phải làm vậy, cho nên là mọi người thấy nó lắm công như vậy đấy. Nhưng mà đã chơi cây là phải chịu thay chất trồng như này thì cây sau nó mới mạnh được. Đó, để tôi cậy hết cho mọi người xem đấy nhá. Nó có mấy cái gốc về tôi thay, tôi làm cho mọi người xem. Đó, cậy sạch luôn. Đất với lại cái chất trồng nó còn gì đâu, đất nó còn nằm trong này. Đó, cậy luôn cho nó nhẹ để nó ăn cái chất trồng mới. Cậy hết cái đất với lại cái chất trồng cũ đây này, nó còn nhẹ trong này. Đó, đất nó văng ra đấy. Mọi người thấy không? Đây, đất này. Không cần đâu, trồng ở trên chất trồng phải thay lại hết. Thì mua của họ là nó cây nó để họ để lâu quá, số lượng nhiều họ không chăm được, nên là tôi phải thay lại chất trồng. Khi tôi mua cây là tôi phải thay chất trồng, nó thay lại chất trồng, trồng lại cho nó khỏe mạnh, rồi tôi sẽ ra tay tán đâu đó, rồi tôi sẽ giao lưu cho mọi người. Còn tất cả những cái cây hồng mai mà mình không cứ để nó sẽ lâu quá, nó không có phát đâu, nó rũ sạch luôn, rũ không để một tí đất nào, và những cái chất trồng cũ này thay đi cho cái mới vào, nó không bao nhiêu để chất trồng. Mình trộn sơ dừa cho trấu thì ít than đốt đấy, than nếu mà có chỉ than thì tốt, không có thì lên núi kiếm được cái than đốt đấy. Đây tiếp tục những cái cây này, đây này. Nó chất trồng nó bã hết rồi, nó không còn đủ độ ăn đấy, nhìn thấy nó không rời lắm, rời rạc. Chứ là tại sao cây tôi mua về là tôi phải thay lại chất trồng hết, rũ cho nó sạch hết đấy. Đó, mọi người chịu khó tí cái là làm đó. Thì mà cây của tôi khi mua của tôi là tôi thay lại chất trồng hết rồi, về mọi người chỉ có việc cứ để vậy thôi. Đó, tôi rũ hết ra, rũ lại xong nuôi lại vài tháng cho nó mọc mầm chồi, lúc đó tôi uốn tôi bán cho mọi người rồi. Đó, thì còn mọi người thích mà xử lý mà xài phôi thì cứ alo, tôi bán phôi thì nó sẽ rẻ hơn, vì tôi nuôi lại mấy tháng công thay lại chất trồng này, mua về là phải làm lại rũ sạch cái này, xong là hòa thằng Zizumin và thằng Atonic hai cái, bắt đầu là mình tưới cho nó, cho nó diệt hết cái mầm bệnh cũ này đi, nó khỏe lại thì cái cây nó mới mạnh được. Còn nếu mà mình không làm thì nó cũng không sao, nhưng mà nó yếu lắm. Đó, cây này nó mới nằm cho nó sơ xác, mà cành thì để chỗ có tán chỗ không, nhưng mấy cái tán nó nằm sát ở chỗ cái cổ tay đế này thì nó có đâu còn vị gì của cái cây nữa. Nên là cây là mình đã một cốt là đế đều, là một cốt là phải lọc sạch sẽ đi, làm lại một cốt từ đầu, nuôi lại từ đầu luôn. Đó, thà là cắt nhe nhét hết, ta làm lại từ đầu. Cái này nó phải 20 phần. Đó, cái này trồng sao trồng lấp lấp đi, kệ nó, sao nó khỏe nâng sau. Đó, tôi thay hết cho mọi người xem đó, thay rồi cắt lại hết những cái chất trồng cũ này. Đó, cho này, đấy, trộn cái chậu thì có, cho chậu thì không có, nó không đều. Bây giờ mình thay hết cái chất trồng mới mình làm lại. Đó, cào sạch đi. Những cái chất trồng mới mình thay lại, mình làm lại là cái cây nó mới khỏe. Cái thứ hai, những cái cành trước, cái đầu cành họ không tha cái keo liền ra, cho nên bị khô hết đầu, nên là tôi cắt hết, cắt đi xong là bôi lại keo liền sẹo lại. Đó, keo Mỹ Tiến rũ sạch sẽ đi, xong rồi là cậy lại hết cái chất trồng mới cho nó mới lại. Đó, cây nào cũng vậy, làm về là phải thay lại cái chất trồng mới theo
nó bã hết rồi nó còn cái gì đâu. Nói chung có cái cho này nó rất là tốt đấy, cho này cái bộ rễ nó khỏe nên là mình pha một tí cho vào nhá. À, nếu có cho thì pha, còn không có thì trộn sơ dừa với cho sơ dừa với chấu, ít chấu thôi đó, với lại cái chất trồng này, ví dụ như có xỉ than thì phải đập người đập nát cái xỉ than ra, còn không có thì lên cái chỗ cái đống nào mà nó có, đồi núi nào mình đốt thì mình cuốc được ít cái đất với lại cái than cháy của nó và mình trộn trộn với cái chất trồng là cây nó rất là chi là khỏe mạnh. Đó, nó bã hết rồi thì cái cây nó không có sung cây, nó đơ quá. Bây giờ mình phải làm lại cho nó mới lại, thay lại cho nó chất trồng ấy, xong rồi là tưới thằng Jizomingo với lại Atonic hai cái mình cộng lại, bắt đầu mình tưới cho nó là nó khỏe mạnh lại để nó duyệt cái tuyến trùng rễ rồi nó khử hết cái mầm bệnh đi cho nó mới lại. Đó, nó mới lại xong bắt đầu mình mới thay lại chất trồng mới, mình mới cho nó khỏe mạnh đó, tức là giao được cho không cho mọi người chứ đấy, mua cái cây về cũng phải làm toàn bộ là phải làm lại cho nó sạch sẽ lại rồi cho nó thay được cái chất trồng mới đó, cho nó cái cây nó tái tái tạo lại, thì tại mỗi vùng miền khác nhau, còn chỗ tôi thì nó nóng nên là tôi phải thay lại hết chất trồng mới để cây nó mới sung được đó. Cạo sạch sẽ thì đấy, những cái đất ở bên trong là cậy luôn là cho nó ăn một cái chất trồng mới, tưới nó không bị lèn. Mọi người thì nó trồng là cứ nhấn ấn cái chất trồng và nó trong cái hốc giữa này là cứ ấn ấn lọt vào trong đâu đó kín hết, xong bắt đầu cũng bỏ vào chậu nhá. Đó, cắt cho nó gọn gàng như vậy rồi đây nữa nhá, mọi người thấy không, chất trồng nó bã này là sụt xuống này là nó không có mạnh đó, thay đến đi xong rồi cho cái mới vào là nó sung cây lắm, nó phải có một tí đất vào thì nó mới sung cây được đấy, cho vào ít đất thôi đó. Đất là đất đốt ấy, đất rừng ấy. Cậy là nó bã hết chất trồng, cái này mình sơ dừa với chấu, nhưng mà mình thì cái mầm bệnh này nó đang còn, cây nó chưa sung mình phải thay lại cho nó khỏe hẳn đó, làm một cái cây nó vậy nó mới kỹ được thì nó mới sung được, thì lúc đó bắt đầu cái khỏe mạnh thì nó ra tay tán là tôi mới vào dây tôi uốn néo nó thành phẩm tôi sẽ giao lưu với mọi người, còn ai có nhu cầu mua phôi thì cứ điện thoại tôi gửi cho, tôi trồng xong tôi gửi cho y, y y như vậy là cũng ok, còn không có thì tôi chăm lên cho nó khỏe mạnh tôi sẽ giao lưu thôi. Đấy, những cái đất này là cậy hết rồi. Cậy cho nó ăn cái chất trồng mới đó, nó không bị lèn đất đó, rũ cho nó sạch hết cái chất trồng mới cũ đi, xong rồi tí nữa cho cái mới vào đó, cái đầu nào mà thấy nó đen đen nghi ngờ mà nó không mạnh là mình bấm lại luôn, thay lại hết đầy cái rễ nó ăn hết. Bây giờ mình làm sang cái chất trồng mới này là cái cây nó sẽ sung nó khỏe hơn đó, tạo hết nha. Đó, nhìn cái cây này nó một cốt mà nó cắt cho nó thành một cốt vót ngọn thế này, xong nó mọc ra đó mà chia cho nó đều tán ra. Cây này là nó tứ diện, nó là một thân một cốt đó. Làm một cái cây nó phải cầu kỳ vậy thì nó mới sung cây được đó, cũng sạch hết cái chất trồng này cũ này ra là này. Cái này trong này nó có đất, đất là cũng cậy luôn, cậy hết cái đất ra này. Đó, đất này trong này tí nữa là mình mới lấy cái chất trồng mình nhét vào trong cái gầm này. Đấy, đất đấy mọi người thấy không? Đó, đất này cậy hết ra sạch làm lại mới, cái là nó cây nó sung ngay mà nó, thằng Ngọc Mai này mà chịu khó thay cho nó nhanh phát lắm. Đó, nó khỏe mà nó khỏe như linh mỹ. Đó, này là thay xong rồi mình để vào mát 15 đến 20 ngày nó ra mầm chồi mới, bắt đầu mình đưa ra ngoài nắng. Đó, thay hết cái đất này đi, cái đất với cái chất trồng cũ này thay sang cái mới khỏe mạnh bán cho mọi người, cậy khi nó không còn tí đất nào trong đất này. Đất sơ dừa họ trồng nhưng mà họ không cậy kỹ đấy, còn một mai này rũ sạch đi không có sao đâu. Đấy, thì tôi làm xong thì tôi trồng cho nó khỏe mạnh đâu đó thì sẽ giao lưu cho mọi người, đưa đây đưa đó, tốt cho nó sạch sẽ cậy hết những cái nào nó cũng dư thừa trong xác nó sủa cây mai này. Ngâm lại tưới lại cái diumin với cái thằng Atonic, có cái kích rễ nào cũng tốt thôi, loại nào nó cũng tốt hết, nhưng mọi người có cái loại nào thì xài một loại đó, nó sạch sẽ nhá. Rồi để bây giờ tôi trồng tôi quay lại cho mọi người xem nhá.
là tôi vào chất trồng, cái thời gian chất trồng rồi xong rồi đấy. Đó, cái chất trồng thì tôi vào tôi trồng như này là cứ cho nó khỏe đi, xong sau này bắt đầu là mình có thể mình bới ra. Còn bây giờ mình cứ lấp kỹ thế này đó cho nó khỏe mạnh đi, sau này nó ok, nó ra mầm chồi lúc đấy uốn đó, thân gốc mà nó được một thân một cốt như này là ok rồi đấy. Rồi, video đây là cũng là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Rồi lúc nào nó khỏe mạnh thì tôi đăng lên là tôi sẽ chia giao lưu cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ cho tôi một like nhá để tôi có cái tinh thần động lực tôi lên video sau. Cảm ơn mọi người.